À, thầy nhận được cái thư của bạn thì thầy thấy khá là xúc động và đan xen nhiều cảm xúc. Giống như là mình cũng đang được trải nghiệm qua cái giai đoạn chuyển giao hỗn độn của một người trẻ. Giai đoạn chuyển giao từ việc học sang việc đi làm đã là một cái thử thách lớn rồi. Thế mà lại rơi được vào đúng cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì cái thử thách đó lại được cộng hưởng, lại được nhân lên gấp bội phần. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về câu chuyện của một bạn trẻ sắp ra trường vào mùa Covid. Thầy thấy đây cũng là một vấn đề điển hình của rất nhiều những bạn trẻ ở trong giai đoạn này, một giai đoạn đặc biệt của lịch sử loài người. Em chào thầy. Đây là chia sẻ của bạn học viên ở lớp online của thầy, lớp TOEIC Speaking Writing. Em chào thầy ạ. Em chúc thầy có một ngày vui vẻ bên gia đình ạ. Ngoài Hà Nội bây giờ dịch bệnh đã có mặt ở khắp các con phố. Sợ quá thầy nhỉ. Thầy và gia đình giữ gìn sức khỏe nhé ạ. Em biết thầy rất là bận và có thể những chia sẻ của em sẽ giống với rất nhiều bạn trẻ sàn sàn tuổi như em, nhưng mà em vẫn muốn tâm sự với thầy về trải nghiệm của em sau một tuần học, và cũng như em muốn chút bầu tâm sự chia sẻ về cuộc sống của em ở hiện tại. Sau một tuần học tập trải nghiệm khóa học thì em đã có thể cảm nhận được hiệu quả cực kỳ của khóa học này. Đầu tiên nói về kiến thức tiếng Anh ạ, mặc dù là có thể mới một tuần thôi thì kỹ năng viết nói của em có thể là chưa có thể cải thiện được nhiều, nhưng em như kiểu được thông não về cách viết câu ý thể ạ. À, hồi trước em ngại viết lắm ạ. À, lúc trước ôn thi TOEIC nghe đọc em biết là học từ vựng, mà lấy ví dụ ấy, viết câu ví dụ thì sẽ rất dễ nhớ được từ vựng và sẽ nhớ được văn cảnh. Thế nhưng mà em không biết phải biết viết từ đâu ạ, như thế nào ạ, mà cũng lười thế ạ. Thế là em chỉ học từ đơn lẻ theo nghĩa và phát âm của từ thôi. Và khóa học này mới học được một tuần thôi, nhưng em đã có thể tự viết được câu rồi thế ạ. Hú hú yeah. Bạn rất là vui sướng ở đây. Mặc dù thực ra thì em vẫn gà lắm, em vẫn còn phải tra từ điển nhiều thế ạ. Bên cạnh đó thì sau một tuần học thì em cũng tự nhủ bản thân mình rằng phải sắp xếp lịch học và làm việc một cách tối ưu, khoa học hơn nữa để đạt hiệu quả tốt nhất cho khóa học. Ở các nhiệm vụ của ngày 1, 2, 3 thì em có đặt mục tiêu, nhưng thú thật là với thầy thì em thấy thực tế nó chả giống theo kế hoạch tẹo nào. Mặc dù là em vẫn hoàn thành bài tập trước thời hạn, em vẫn chia từng cái nhiệm vụ của từng ngày và hoàn thiện đầy đủ, nhưng mà em thấy nó cứ sao sao ấy. Cơ bản là vì là có 7 nhiệm vụ. Một nhiệm vụ đầu tiên là xem video bài giảng là dài nên em chia đều cho 3 ngày, thì sẽ có kế hoạch là đoạn này thì bạn chia sẻ khá là chi tiết về cách sắp xếp thời gian của bạn. Thì em ok, thì nói lại đoạn đó nhé. Cơ bản là vì có 7 cái nhiệm vụ. Một nhiệm vụ đầu là xem video bài giảng khá là dài nên em chia đều cho cả 3 ngày. Tức là ngày 1 thì em sẽ làm nhiệm vụ 1, 2, 3. Ngày 2 thì em làm nhiệm vụ 1, 4, 5. Ngày 3 em làm nhiệm vụ 1, 6, 7. Tức là ngày nào em cũng nghe giảng một phần, em chia thành 3 lần. Bên cạnh đó thì từ vựng hay là cụm từ hay luyện nói ở trong video á, thì buổi nào em cũng ôn lại. Nghe thì có vẻ rất là hợp lý, nhưng mà em để thời gian biểu học tập của mình là 5 giờ sáng thì cố gắng dậy sớm học bài đấy ạ. Ui, từ hồi cấp 3 à không phải, từ hồi ôn thi vào lớp 10 học cấp 3 rồi ôn thi đại học đến giờ, thú thật với thầy là chúng nó bảo em là đứa sống về đêm. Mẹ em bảo em
phải sáng bền. Phải sáng bền chứ, bố mẹ cũng hết cách với em luôn. Em không thể nào dậy sớm được thầy ạ. Em đã thử rất là nhiều biện pháp. Tối ngủ sớm, có hôm ngủ tới 9 giờ luôn, không xem điện thoại trước khi ngủ, rồi đặt vô số chuông hẹn giờ, đặt đủ mọi thể loại để tỉnh. Nào rung, nào lắc, nào làm toán, nào quét mã, vân vân. Rồi lúc dậy thì lại uống cà phê, nước chè cho tỉnh. Nhưng rồi em cảm thấy học không vào, cứ ngồi một lúc là lại lăn đùng ra ngủ như chết luôn. Nhưng trái lại thì buổi tối 2 giờ đêm thì mắt em vẫn như hai cái đèn pha ô tô thế ạ. Thực ra thì do thói quen nên em thấy học buổi cuối cũng rất hiệu quả. À, em thấy học buổi tối do thói quen nên em thấy học buổi tối cũng rất hiệu quả. Có lẽ do đồng hồ sinh học của em nó bị đảo lộn à, nên cá nhân em thấy học tối hiệu quả hơn sáng sớm. Nhưng mà em rất là muốn thay đổi thói quen này, vì sau này còn đi làm, sau này còn có gia đình, cứ giữ thói quen đêm thức sáng dậy muộn thì thật là không ổn chút nào. Thầy có trải nghiệm bị giống em không ạ? Nếu mà có thì thầy hãy cho em xin kinh nghiệm để thay đổi nó ạ. Em xem nhiều anh chị trên YouTube chia sẻ thì em học theo mà cũng không thấy hiệu quả. Vẫn cứ phải 7 rưỡi 8 giờ em mới tinh mơ được ạ. Em cũng có tìm hiểu nguyên nhân, một là do cơ địa của em ngủ khỏe, xong là thói quen từ ngày trước, mà cũng một phần là do dạo này em suy nghĩ nhiều về tương lai, kế hoạch của em về công việc sắp tới thế ạ. Vẫn là câu mà ngày nào em cũng đọc được, nghe được trên tin tức báo đài, dịch bệnh Covid diễn ra căng thẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng, kinh tế. Và bản thân em cũng cảm nhận được mình bị con Covid này xáo trộn hết cả cuộc sống. Em vẫn còn nhớ từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, hồi em còn học khóa TOEIC nghe đọc ở trung tâm mình, thì cuối khóa là phải học online do Covid, vừa có mặt ở Việt Nam. Xong là cả một năm 2020 là em phải ở quê để học online. Nên là dự định học TOEIC của em, dự định thi TOEIC của em cũng bị tạm hoãn lại cho đến tận tháng 4, tháng 5 vừa qua. Thì em mới bắt đầu ôn trở lại và thi được bằng TOEIC nghe đọc đạt số điểm như mong đợi. Nhưng mà em cũng chưa kịp mừng thế ạ. Năm nay em là sinh viên năm cuối rồi. Mấy kỳ trước thì học online khá là rảnh, nên em cũng dồn hết các môn học cho nó gọn. Định để kỳ tháng 8 này xin thực tập và học TOEIC nói viết ở trung tâm, thì con Covid nó lại kéo đến. Ôi, khoảng thời gian tháng 6 vừa rồi thì em suy nghĩ lắm thầy ạ. À? Thực sự thì em mông lung tự hỏi em sinh ra hợp với cái gì và làm điều gì cho đời. Em cảm thấy rất nhanh chán với các công việc và chưa cảm thấy thực sự hợp với công việc gì. Ngoài kia thì cơ hội việc làm rất là nhiều, nhưng em chưa tìm được bến dừng chân cho mình. Ngành của em thì nó cũng khá là rộng, làm ngân hàng được, làm cơ quan nhà nước được, làm doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay logistics hay thương mại điện tử đều được cả. Bố mẹ mặc dù cũng không bắt em phải cố tìm công việc lương cao hay là công ty hot sang chảnh hay như thế nào, nhưng mà em tự nhủ với bản thân mình là chị cả của cả gia đình. Kinh tế gia đình em 2 năm nay thì cũng rơi vào khủng hoảng, nên lúc nào em cũng bảo bản thân mình phải cố gắng. Rồi trong lúc bộn bề suy nghĩ về công việc thì em thôi thúc bản thân đăng ký luôn khóa học TOEIC Speaking Writing Online để cải thiện khả năng ngôn ngữ. Trong lúc mà em vẫn còn đang rối bời thì cải thiện được bao nhiêu kỹ năng thì em cũng sẽ dốc sức để cải thiện ạ. Em xem nhiều video của thầy, ôi có những video mà em cảm thấy là hình như nó sinh ra là để cho em thế ạ. À? Và em cũng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, rồi tự nhủ thôi giờ ngành mình học nó thiên về xuất nhập khẩu,
thì mình cứ trải nghiệm, xin thực tập, hoàn thành tốt mấy tháng thực tập và viết chuyên đề và bảo vệ để ra trường sớm như kế hoạch em đã đặt ra cho mình trong năm nay. Rồi em sẽ cày ngày cày đêm viết trau chuốt CV rồi tìm các công việc tuyển dụng ở trên khắp các cái trang tuyển dụng ở trên mạng. Thực ra em thấy bản thân mình cũng khá là kén chọn, tìm hiểu nhiều công ty, công việc nhưng mà thấy môi trường không hợp thì lại thôi. Em cũng có dành ra một tuần đầu tháng 7 để đi phỏng vấn thử. Và em cũng ưng ý chốt được một công ty dự định để thực tập. Em vào làm cũng được một tuần. Sau đó em mới phát hiện ra là công ty em làm là công ty con, có biến cố nên mới tách ra và mới thành lập năm 2019. Em nghĩ trời ơi, chết rồi, thế thì công ty không đủ điều kiện thực tập rồi. Vì điều kiện công ty cho việc thực tập để tốt nghiệp, để viết bài tốt nghiệp là phải thành lập từ 5 năm trở lên cơ. Trong mấy ngày hoang mang, em quyết định viết đơn xin nghỉ việc để tìm một công việc mới. Hay, đến bây giờ thì em lại cảm thấy mình quyết định nóng vội ghê. Mà lúc tìm hiểu, mình cũng không tìm hiểu kỹ càng ngọn ngành. Thế là em mới đi về quê, vừa là nghỉ ngơi xả stress, vừa là tiếp tục hành trình tìm việc tiếp. Thì COVID đợt 4 ập đến, đến tận khu nhà em luôn. Và thế là em còn hoang mang hơn. Đúng hôm khai giảng khóa học, TOEIC Speaking Writing, thì em lại lăn đùng ra ốm nặng. Bố mẹ lo, các bác lo, hàng xóm lo. Rồi bố mẹ lại phải đưa em đi test nhanh COVID. Ai cũng nghĩ là con này chắc là bị lây COVID ngoài Hà Nội rồi. Mấy hôm ốm, em mệt, nên là em buông xuôi hết cả. Chả nghĩ cái gì thế ạ. Giờ chỉ mong mình không bị bệnh, không bị lây gia đình và mọi người xung quanh. Xong may quá kết quả là âm tính, nên em không sao. Vui quá thế ạ. Sau mấy hôm ốm, vẫn cắm cúi, cày cúi làm bài và nghe video của thầy thì em lại nghĩ thông hơn rồi thầy ạ. Em không ép bản thân suy nghĩ lung tung, áp lực thực tập để ra trường nữa. Em tự nhủ kỳ này không thực tập được thì thôi, kỳ sau mình thực tập cũng được, vẫn ra trường đúng hạn và sẽ cố gắng học tiếng Anh, tìm một công việc online nào đó để làm trong thời gian chờ COVID, cũng như là chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi chính thức trở thành thực tập sinh của một công ty. Ôi, xúc động một chút ngồi viết tâm sự gửi thầy mà thành ra dài quá thế ạ. Em chỉ muốn cảm ơn thầy, mặc dù em không được trực tiếp nói chuyện với thầy, chỉ được nghe thầy qua những bài giảng, những video phát triển bản thân, nhưng em cảm nhận được mình trưởng thành hơn qua từng video một. Nghĩ thoáng hơn, tư duy tích cực hơn, không buồn nữa, không khóc nữa, mà phải nghĩ rằng COVID đến đem thử thách đến cho mình để mình cố gắng vượt qua những khó khăn, thay đổi, phát triển hơn để có được hành trang tốt cho cuộc sống và công việc sau này. Những điều thầy dạy quả thật là giá trị và ý nghĩa với cuộc đời em vô cùng. Được viết ra những suy nghĩ của bản thân, em cảm thấy nhẹ cả người thế ạ. Tâm trí bay bổng, suy nghĩ tích cực hơn vì em không biết tâm sự với ai cả. Mấy đứa bạn thì đứa nào cũng bận rộn, kể cho bố mẹ thì bố mẹ lại lo, nên em chỉ biết gửi tâm sự của mình cho thầy. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em hứa sẽ luôn giữ tinh thần ology trong suốt khóa học và trong công việc, trong cuộc sống sau này. Học viên của thầy. Đó, thì khi mà thầy nhận được cái thư của bạn thì thầy thấy khá là xúc động và đan xen nhiều cảm xúc. Giống như là mình cũng đang được trải nghiệm qua cái giai đoạn chuyển giao hỗn độn của một người trẻ. Giai đoạn chuyển giao từ việc học sang việc đi làm đã là một cái thử thách lớn rồi. Thế mà lại rơi được vào đúng cái thời điểm dịch bệnh như thế này, thì cái thử thách đó lại được cộng hưởng, lại được nhân lên gấp bội phần.
Khi nhận được thư như vậy thì thầy cũng trả lời với bạn khá là ngắn gọn thôi. It's 5 hours. Em à, thực ra thời điểm này lúc mà thầy đang thu âm á, đó là mấy 5 giờ sáng thôi. Bình thường thì những ngày gần đây thì thầy bắt đầu dậy từ 3 rưỡi sáng, thầy đi ngủ từ 9 rưỡi. Và dậy từ 3 rưỡi sáng, ngồi thiền được 1 tiếng rồi bắt đầu mới làm việc. Thì lúc này là 5 giờ sáng rồi. Ok, thế thầy chia sẻ về cái câu trả lời với bạn nhé. Thầy thấy em có năng khiếu viết đấy. Em sơ đổ mọi kỷ lục. Viết dài. Và là em là tâm thư dài nhất mà thầy từng nhận được trong suốt mấy năm qua. Về vấn đề thay đổi thói quen dậy sớm thì phản ứng của cơ thể như của em là bình thường. Cơ thể của em sinh hoạt ổn định như vậy thì nếu mà mình thay đổi được thói quen ấy thì mình sẽ giữ được rất là lâu. Trong cuộc đời, mọi cuộc cách mạng lớn lao đều bao gồm những điều bé nhỏ. Giờ mình hãy dùng cách thay đổi dần dần em ạ. Tức là một ngày mình dậy sớm hơn một chút, 15 đến 30 phút. Để một tuần như vậy thì mình sẽ dậy quen được. Và sau đó thì sang tuần 2 mình lại chỉnh lại dậy sớm hơn 15 đến 30 phút. Cứ như vậy, tương tự với tuần 3, 4, 5. Sau độ một vài tuần thì em sẽ có được cái lịch dậy ưng ý của mình. Mình cứ điều chỉnh từ từ em ạ. Lưu ý là lúc đầu cơ thể sẽ khó chịu, cơ thể sẽ phản đối vì nó chưa quen. Nên mình có dậy sớm hơn được thì cũng chưa chắc là đã làm việc được hiệu quả hơn đâu. Thế nên mình cần chấp nhận thực tế là năng suất của mình sẽ có thể bị giảm trong thời gian đầu. Sau khi mà mình xác lập được thói quen dậy sớm á, thì cơ thể mình sẽ điều chỉnh thích nghi và năng suất của mình sẽ tăng hơn trước rất là nhiều so với việc mình thức đêm. Lúc đấy bố mẹ sẽ không còn nói là em phải sang bển ở nữa. Và khi đó khi điều chỉnh được thói quen ấy, mình ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn ấy, thì em sẽ cảm nhận được là người sẽ khỏe hơn, da dẻ sẽ mịn màng, xinh xắn. Khi đó thì em sẽ lại càng có động lực để dậy sớm. Về định hướng công việc ở trong giai đoạn này mà em có băn khoăn thì thầy có chia sẻ rất là nhiều trong các video rồi, thì thầy sẽ để đường link ở dưới cái phần mô tả của video này về việc làm sao để tìm được công việc của mình đam mê, về định hướng cho người trẻ, về việc đi tìm cái đam mê của mình, việc lựa chọn công việc đầu tiên, việc cân nhắc xem công việc có lựa chọn có phù hợp với mình không, về tình yêu nghề nghiệp và về làm sao để không run khi đi phỏng vấn, hay là định hướng phát triển cái công việc của mình và chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc. Thì em hãy thử tham khảo xem. Ok, đó thì thầy chia sẻ sơ sơ như vậy. Hy vọng rằng câu chuyện này của bạn trẻ cũng mang đến cho các em một cái tấm gương sáng về cái tinh thần khá là chủ động và lạc quan của bạn, cũng như là những chia sẻ trong video, các video thầy chia sẻ thêm sau đây, thì thầy mong rằng nó cũng hy vọng rằng nó cũng giúp ích được phần nào để các em định hướng cho mình ở trong giai đoạn rất là quan trọng của cuộc đời. Tạm biệt các em, kể okay, họ là gì?